Ba về với biển nhà mình rồi đây. Mới sáng nay ba con mình đi ăn sáng, trời còn nắng đẹp và bây giờ đã như thế này rồi. Trời nó sậm xì và nó xuống nhiệt độ rất là nhanh. Gió mùa đông bắc đang đến rồi, nhưng mà ba tranh phải tranh thủ đi để mà thăm cái vườn ươm với cả thăm lại những cái chỗ mà ba trồng và cấy san hô. Có khi phải đến 6 tháng rồi không được xuống lại khu vực này. À không không đến đâu, nhưng mà rất là hồi hộp. Hôm nay ba muốn cho con xem cái vườn ươm san hô phát triển như nào sau khoảng gần 1 năm. Biển nhà mình đây con ạ. Ok. Mới đây thôi mà trời đã mưa rồi con ạ. Thì đây, cái dạng ba làm việc đây, dạng gần nhà mình đây. Đây là bãi bụt. Thì dạng là nó xuất phát từ cái hòn số 3. Hòn số 3 kia, hòn 1, hòn 2, hòn 3 ngoài kia. Vòng qua đến cái hòn cái mũi trắng trắng ngoài kia. Đây là dạng. Khu vực này nó khoảng tầm 40.000 m2. Thì cái vườn ươm của ba con mình ấy, nó nằm cách hòn thứ 3 khoảng tầm 150 m. Tức là khoảng tầm hướng 10 giờ 10 giờ đến 10 rưỡi. Bây giờ mình phải ra ngay ra sớm thôi, không thì lát nữa lạnh lắm. Với cả trời nó tối quá thì mình cũng nhìn thấy gì. Ok. San hô của mình nhỉ con. Thì san hô phát triển khá tốt. Hình như là hơi chậm hơn so với mọi năm. Nhưng mà như này là tốt lắm rồi. Các chân đế phát triển rất là tốt và bám rất là vững lên giá thể. Phân nhánh thì những loài san hô cành thì cũng phân được khoảng tầm chắc là 3 đến 4 nhánh và đã đến tuổi khai thác được rồi. Nhưng mà chúng ta thất thoát khoảng tầm chắc là 20%. Khoảng tầm 20% do bão và do lưới nó cuốn lên. Thì lát nữa con nhìn thấy một tấm lưới nó cuốn lên. Cái cụm Retusa, Aspera rất là khó chịu. Thì ba xuống gỡ. Ok. Con thấy đấy, chú Dũng có vẻ là khá là mát tay. Những cái cụm Rosaria của chú phát triển rất là tốt. Còn ba thì hơi đen đủi là cái những quần thể Loripes của ba thì bị sóng đánh khá nhiều. Nhưng mà thôi, đây cũng là tin rất là tốt rồi. Thank you.
Ok, vậy là xong một nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm những cái điểm mà vợ chồng. Phải đi nhanh thôi, tại vì nước rất là lạnh rồi. Và trời cứ sắp mưa này. Nước thì dòng chảy ra ngoài. Bơi nó khá là mệt.